Đó, chúng ta đến đây là hẻm 135 rồi nè. Ở đây ủa? Hẻm này là 119. Chúng ta đi qua rồi. Chắc phải quay lại thôi. Không biết nhà 135 xuyệt 4 là như thế nào ha. Bây giờ chúng ta tò mò mình cùng đi về một hình ảnh của ngôi nhà xưa. Và đây cũng có cái hẻm nhỏ nè. Hẻm này thông ra cái hẻm mà đi vô hẻm 135 luôn nè. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới tốt lành. Và Sài Gòn hôm nay chúng ta có mặt ở đây là đường Nguyễn Văn Cừ và giao với Nguyễn Trãi. Thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về ngã 6 Cộng Hòa nè. Nơi đó có trường Đại học Sư phạm, rồi Khoa học Tự nhiên, rồi Bê Trúc Ký ngày xưa, cũng là Lê Hồng Phong ngày nay. Đó. Và theo thẳng hướng này, đó là đường Nguyễn Trãi. Chúng ta sẽ đi về chợ lớn, chợ Bào Sen, con phố thời trang rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Và hôm nay chúng ta có dịp nhìn về con đường Cộng Hòa cũng như Nguyễn Văn Cường ngày nay. Có thể theo lời yêu cầu của cô chú anh chị, chúng ta sẽ đi trên đường Nguyễn Văn Cường và sẽ đi vào con hẻm 135 Nguyễn Văn Cường, 135 xuyệt 4 Nguyễn Văn Cường ha. Ở đây giao lộ Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Trãi có cái trường mầm non, đó là trường mầm non Vàng Anh. Và nơi chúng ta đang đứng đây có bán rất nhiều ba lô túi sách vẫn như ngày xưa. Khu này rất nổi tiếng về túi sách rồi ba lô. Theo thẳng hướng Nguyễn Văn Cường này chúng ta sẽ đi đến chợ Nancy nè. Ngày nay thì có thêm cây cầu cầu Nguyễn Văn Cường. Nhìn lại con đường Nguyễn Văn Cường. Rồi chúng ta qua đường nha, qua đường. Ở đây xe cộ quá. Hôm bữa thì mình đi vô hẻm 124 Nguyễn Văn Cừ đó, thì bên kia đường, và chúng ta đang đi số lẻ 135 thì bên đây. Đó, ở đây đó là trái dừa nước nè. Trái dừa nước mọc ở các mé sông đó. Trái dừa đó, cái của nó thì rất là dày, giống như là cơm dừa đó, giống như là cái miếng bánh bánh bèo vậy đó, nó nhỏ nhỏ. Mình nhìn lại phía bên kia đường nè, bên kia là số 154 màu vàng vàng, ô tô kiều. Con đường Nguyễn Văn Cường ngày nay rất là lớn, rất là có giá. Và bây giờ Sài Gòn nói chung là đường nào cũng có giá hết, không riêng gì đường Nguyễn Văn Cường ha. Giá nhà, giá đất tăng lên vùng vụt. Và đây là số 199 rồi nè. Quán phở Phượng Long Xuyên. Không biết có ngon không. Và con đường này nổi tiếng, ngày xưa nổi tiếng làm xe Vespa đó. Bây giờ thì bán sơn, ở đây có sơn Văn Nhu, sơn Mô Tô Kiều. Và đường này rất là mát,
xưa thì mát hơn nữa, ngày xưa những hàng cây rất là lớn, nhưng mà ngày nay thì người ta mé bớt là không có để cho nó úp tùm nữa, mà chỉ còn cái đoạn trường đại học cây rất lớn. À, đây có cái quán cơm buổi trưa nè, bữa hôm có review cho bà con bác xem rồi đó. Nhà buổi chiều thì bán hủ tiếu, cơm dương châu. À, buổi sáng là cơm của cụ già, hai bác lớn tuổi bán. Và đây có một bác sĩ cũng rất nổi tiếng, bác sĩ Bạch Văn Cam. Bác sĩ chuyên khoa nhi. À, sẵn đây chúng ta nhìn qua cái hẻm bên kia đó, hẻm bữa chúng ta có đi đi vào đó, đó là hẻm 124 nè. Đối với Sài Gòn thì có rất nhiều hẻm, một con đường có thể cả trăm cái hẻm, một đường ngắn ngắn thế này thôi. À, còn những đường dài hơn nữa thì không sao để đếm xuể ha. À, ngày xưa thì khúc cuối đường có chợ Nancy giao với đường Bến Trương Dương. Và bây giờ đó là cầu Nguyễn Văn Cừ đi qua quận 8, à, ngày nay đi qua Bình Chánh luôn, đi tới nhà bè luôn. À, bây giờ thông thương với nhau hết rồi, không còn ngăn sông cách chợ nữa. À, ở đây chúng ta thấy có cái nhà rất là xưa nè, 159 The Home Coffee. À, một buổi chiều mát mẻ chúng ta cùng nhìn về quê hương. Sắp tới đây thì sẽ có rất nhiều sự kiện, hy vọng là em sẽ cập nhật cho các anh chị và các bạn thật nhiều để mình có thể xem qua màn ảnh nhỏ, để nếu mà các anh chị, cô chú anh chị không có dịp về quê, em ta nhìn những hình ảnh này mình cũng biết được ở Sài Gòn đang như thế nào ha. Và chúng ta đang có mặt đây là đường Phan Văn Trị. Phan Văn Trị, thẳng hướng Phan Văn Trị này chúng ta sẽ đi về trường Thánh Linh, nhà thờ, chợ quán, đường Nguyễn Biểu. Đó, con đường Phan Trị. Và cái hẻm 135 cũng thông ra đường Phan Văn Trị này luôn nè. Ngay đầu hẻm, hình như số 10 mấy thì phải, số 11 thì phải, 11 hay 15 gì đó. Chúng ta sẽ tiếp tục trên đường Nguyễn Văn Cừ ha. Và ngày xưa trên đường Nguyễn Văn Cừ, ở đoạn này có một cái nhà sách rất lớn, đó là nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Nhưng mà ngày hôm nay thì nhà sách đã dời đi. Ở đây có một cái chùa Long An, hẻm chùa Long An. Và nhà sách Nguyễn Văn Cừ dời về ngay góc Phan Văn Trị và Nguyễn Văn Cừ nè. Đó, rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi trên đường Nguyễn Văn Cừ nha. Ở đây thì có những cái nhà xưa, mình nhìn kiến trúc là mình biết à. Ngày xưa hay xây nhà đá, ta kêu bằng đá sỏi. Tường không có sơn màu. Không biết nhà 135 xuyệt 4 là như thế nào ha. Bây giờ chúng ta tò mò, mình cùng đi về một hình ảnh của
ngôi nhà xưa. Và đây cũng có cái hẻm nhỏ nè. Hẻm này thông ra cái hẻm mà đi vô hẻm 135 luôn nè. Ở đây có cái khách sạn Tân Hoàng Long mà nằm thuộc hệ thống của Red Door. Bên kia là số nhà 102C Nguyễn Văn Cừ. Nhà đó cũng rất là xưa, là cổ nè. Biết bây giờ như đó là giống như là một cái xóm, một cái khu xóm vậy đó, nhiều nhà ở trong cái địa chỉ đó. Và ngay góc Trần Hưng Đạo và Nguyễn Văn Cừ có một quán cơm tấm cũng rất là nổi tiếng, cơm tấm Nguyễn Văn Cừ. Cũng rất là lâu em không có quay lại quán cơm đó ha. Và quán cơm đó ngày nay mới xây nhà lại làm rất là đẹp. Đó, chúng ta đến đây là hẻm 135 rồi nè. Ở đây hẻm này là 119. Chúng ta đi qua rồi chắc phải quay lại thôi. Vậy có lẽ là cái hẻm nhỏ lúc nãy nè, em hiểu lầm, hiểu lầm cái hẻm 119 là 135. Cái khu này thì cái hẻm này không có để số. 135 Nguyễn Văn Cừ là cái khách sạn Red Door rồi. Và ngay đây có một cái hẻm nhỏ nằm kế cái địa chỉ nhà 137. Vậy là số 135 có thể là rất là lâu rồi. Bây giờ 135 này có thể là mới nè. Sau này vào hẻm này thì theo em thấy thì không có nhiều nhà. Ở cuối hẻm là nhà 135-6 nè. Qua đây. Đây 155-4. Nhà đóng cửa rồi. Rồi ra đây là hẻm 119. Rồi chúng ta sẽ vòng trở lại đi ha. Vòng trở lại hẻm 135 đây để mình nhìn rõ hơn cái khung cảnh của nhà 135-4. Tại chỗ đó cũng hơi chật, camera Leo cũng thấy không rõ. Đó trước mặt chúng ta đó là đường Nguyễn Văn Cừ nè. Ở nhà có cửa lưới B40 á. Địa chỉ nằm ở trong.
do là ngay cái nhà đó đối diện nhà xịt 4 thì có nhà đang sửa nên mình không có tiện đứng lâu, tại vì gạch gạch đá người ta đang đổ xuống đó, không tiện đứng để lia camera chậm. Mà các anh chị các bạn thông cảm ha, người ta đang cạo cạo bột sơn để mình người ta sơn lại đó. Và hẻm này thông ra Phan Văn Trị nè, con đường Phan Văn Trị ngày hôm nay. Một số hình ảnh ở con đường Nguyễn Văn Cừ và thông vô cái hẻm 135 ra đường Phan Văn Trị gửi anh chị và các bạn để mình có thể hình dung được cái nhà xưa, cái khu xóm ngày xưa. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các anh chị và bạn đã quan tâm theo dõi. Trong quá trình thực hiện video thì có những thông tin, có những hình ảnh thiếu sót, sai sót thì các anh chị và bạn cho em xin cái comment ha, để em có thể tiện em sẽ quay lại và chia sẻ với anh chị rõ hơn. Rồi bây giờ thì bye bye, bye bye các anh chị và các bạn. Các bạn ta đó là đường Nguyễn Văn Cừ. Đây, chúng ta sẽ đi qua đường thôi. Mà cái hẻm số 135 thì không có số ở đầu hẻm. Người ta nhìn cái hẻm nhỏ thôi, không nhận ra là hẻm không, nếu mà không để ý thì không biết đó là hẻm số 135. Chúng ta đi qua đường hả? Bây giờ chiều xe chạy đổ từ dốc cầu xuống. Nãy mình đi bên kia đường, bây giờ mình đi bên đây đường ha. Em định ngắt camera rồi nhưng mà thấy còn một đoạn nữa, với lại biết đâu trong những hình ảnh này các anh chị và các bạn có thể thấy được những hình ảnh của ngày xưa. Với lại mình đi bên đây để mình nhìn qua bên kia thấy toàn cảnh hơn cái khu xóm ngày xưa nè. À, ngay chỗ xe hơi đậu đó là hẻm 135 đó. Đó, có hẻm nhỏ nhỏ, hẻm chỉ một người đi qua thôi, một xe máy đi qua thôi, không có rộng. Tôi thấy trong đây có rất nhiều hộ nè, 102C. Đây mình thấy có sơn cửa hàng sơn Văn Nhu. Có chữ Zoton đó. Và đi tới tí nữa có cơm tấm Nguyễn Văn Cừ, là bán buổi sáng đến buổi trưa thôi, buổi chiều thì họ nghỉ rồi. Rồi và video clip ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các anh chị và các bạn có một mùa Noel thật là
vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Rồi bây giờ thì bye bye các chị và các bạn. Mình nhìn lại con đường vừa đi qua nè, đường Nguyễn Văn Cừ ngày nay nhà rất là đẹp.